M Pro Phạm Hùng, tầng 8 tòa nhà CEO, tiếp nối sự tin tưởng của khách hàng, đặc biệt là khách Hàn Quốc. M Pro Phạm Hùng tầng 8 được mở cửa vào năm 2019. Không gian sảnh rộng rãi, sang trọng cùng với hai phòng họp được đặt ngay cạnh sảnh, thuận tiện cho đối tác ngồi thưởng thức trà cà phê trước và sau những giờ họp tập trung. Sử dụng phòng họp miễn phí. Văn phòng làm việc riêng tư cùng trang thiết bị hiện đại là điểm nổi bật của M Pro Office.